mừng mọi người đã quay trở lại với Hoàng Hà Channel. Mọi người thân mến, bên cạnh mình đây đó chính là chiếc Xiaomi Vacuum X10 Plus, một chiếc máy robot hút bụi phải gọi là ở phân khúc cao cấp nhất của Xiaomi ở thời điểm hiện tại. Và giá của em nó trên thị trường khoảng hơn 20 triệu. Và liệu 20 triệu thì nó sẽ có được những gì và nó thật sự đáng tiền hay không? Tất cả sẽ được mình chia sẻ trong video ngày hôm nay nhé. Thì các bạn đang thấy ở đây thì nó khá là lớn đúng không? Bây giờ thì mình sẽ đặt nó xuống để tránh tầm nhìn của các bạn. Bắt đầu ngay video thôi nào. Robot hút bụi Xiaomi đang có rất nhiều dòng sản phẩm khác nhau, từ phân khúc giá rẻ, bình dân cho đến những chiếc máy cao cấp đáp ứng được nhiều nhu cầu mua sắm của khách hàng. Tất cả sẽ có ở link mình để dưới phần mô tả, cùng với nhiều ưu đãi khác cho mùa hè này tại website hoanghamobile.com, nên là các bạn đừng bỏ lỡ nha. Xiaomi Vacuum X10 Plus là một chiếc máy có thiết kế khá là truyền thống, tối giản và tinh tế. Mặc dù thì đi kèm với một đốc sạc nó sẽ hơi cồng kềnh một chút và thậm chí là sẽ chiếm một khoảng không gian trong gia đình nhà bạn. Nhưng mà với một cái thiết kế nó đồng bộ, tinh tế và tối giản như vậy thì nó sẽ phù hợp với hầu hết tất cả các phong cách nội thất của gia đình, đặc biệt là với những hộ gia đình thiên về phong cách hiện đại. Với các thông số thiết kế lần lượt là 350x350x79mm và nặng 3,8kg, Xiaomi Vacuum X10 Plus cũng sẽ tương đối an toàn với gia đình có trẻ nhỏ với thiết kế bo tròn, không có nhiều góc cạnh và trọng lượng thì khá nhẹ. Và tất nhiên trước khi quyết định xuống tiền đầu tư cho bất kỳ một thiết bị gia dụng thông minh nào thì những người dùng cũng sẽ có những câu hỏi hay là băn khoăn xoay quanh những sản phẩm đó. Và với robot hút bụi thì mọi người có thể là hay đặt ra những câu hỏi như sau. Thứ nhất đó là có phải hỗ trợ những chiếc máy này trong các thao tác thủ công như là giặt giẻ lau, thay nước, bơm chất tẩy rửa hay không? Hay là mọi người cũng sẽ lo lắng về khả năng quét bản đồ vệ sinh, thậm chí nhiều thiết bị sẽ còn không có khả năng quét bản đồ vệ sinh này. Câu hỏi tiếp theo đó là về khả năng tránh vật cản, liệu có nhạy bén hay chưa? Và nó có thật sự trở thành một chiếc máy robot hút bụi thông minh được hay không nếu như nó có lực hút yếu, công suất máy chưa cao? Bên cạnh đó thì cũng sẽ có rất nhiều khách hàng sợ thiết bị trở nên ồn ào và không có chế độ ngủ hoặc là làm việc trong im lặng. Và ngoài ra thì còn có rất nhiều những câu hỏi rồi là những vấn đề xoay quanh những chiếc robot hút bụi của mọi người. Tuy nhiên thì với Xiaomi Vacuum X10 Plus, một chiếc máy ở phân khúc cao cấp khoảng hơn 20 triệu thì nó sẽ giải quyết được những vấn đề này như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết nhé. Thứ nhất đó là chạm sạc thông minh và tính năng tự động vệ sinh. Đi kèm với một chiếc máy hút bụi, chúng ta sẽ có một chạm sạc thông minh đi kèm. Đây không phải là một đốc sạc thông thường mà nó còn có thể làm được nhiều hơn thế. Mỗi khi dọn dẹp xong, robot sẽ quay về chạm sạc. Tại đây, robot sẽ thực hiện các chức năng như là hút sạch bụi trong khoang chứa, giặt lại miếng đệm, sấy nóng, nạp lại năng lượng dựa trên lập trình có sẵn. Và khi nhận thấy thiết bị đã về đúng vị trí, nước trên bình chứa 80ml sẽ tự động làm ẩm giẻ lau và sau đó khay làm sạch tiến hành loại bỏ các vết bẩn trên giẻ rồi tự động vắt khô. Ngay sau khi giặt xong, giẻ sẽ được sấy nóng trong vòng 2 giờ để hạn chế vi khuẩn gây bệnh. Bên cạnh đó, chạm sạc còn có khả năng hút bụi tự động, làm sạch các thùng rác trong vòng 10 giây. Cơ chế hoạt động dựa trên ống khí kép và hoạt động công suất lên tới 17.000 PA. Đặc biệt, khi nước sạch của robot hút bụi ở mức thấp, trợ lý S-mopping sẽ tự động bổ sung thêm nước. Cực kỳ tiện lợi phải không nào? Và điều này sẽ giúp hạn chế đi tình trạng là chiếc giẻ lau của chúng ta trở nên ẩm mốc và lau đi lau lại mà nhiều lần trên sàn. Bên cạnh đó thì cũng hạn chế được tình trạng là chúng ta phải đổ rác, đổ hút bụi thường xuyên. Thay vào đó thì chúng ta sẽ chỉ cần vệ sinh cái đốc sạc khoảng vài tháng một lần mà thôi. Trên robot hút bụi thì được trang bị camera AI giúp nhận dạng, xác định chướng ngại vật trong nhà, từ đó lập kế hoạch linh hoạt cho việc hút bụi lau sàn mà không cần sự can thiệp của con người. Hệ thống nhận dạng AI tránh chướng ngại vật đa chiều 3D chứ không phải trên một phẳng 2D như nhiều chiếc máy giá rẻ khác. Cảm ứng nhạy bén khiến cho thiết bị dọn dẹp sạch sẽ trong mọi góc ngách như là gầm giường hay là gầm tủ. Bên cạnh đó, robot hút bụi Xiaomi Vacuum X10 Plus đạt chứng nhận tiêu chuẩn bảo vệ quyền riêng tư và an ninh mạng của TÜV Rheinland. Cụ thể máy ảnh RGB chỉ phát hiện đối tượng và xử lý cục bộ dữ liệu hình ảnh. Bên cạnh đó, quyền quản trị bản đồ được mã hóa, chỉnh sửa quyền riêng tư và lưu trữ đám mây. Hơn thế nữa, thiết bị sở hữu chip bảo mật MGA1 hỗ trợ bảo vệ dựa trên phần cứng và truyền dữ liệu an toàn cho người dùng. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể hoàn toàn yên tâm với những chiếc điện thoại Xiaomi và cả ứng dụng Mi Home đi kèm bởi vì nó đều có được những chứng nhận bảo mật riêng tư cá nhân khác nhau. Do đó các bạn cũng sẽ không cần phải lo lắng rằng hình ảnh của gia đình nhà mình từng ngóc ngách trong gia đình sẽ bị lộ rò rỉ ra bên ngoài. Và thứ ba đó là làm sạch mọi vết bẩn cứng đầu. Với Xiaomi Vacuum X10 Plus thì nó có một khả năng vô cùng đặc biệt, đó là có thể nhận dạng được các loại thảm khác nhau để từ đó chọn cho mình một chiếc giẻ lau phù hợp với chiếc thảm đó. Đặc biệt là nó có thể luồn sâu phía dưới thảm thay vì là đi trên mặt thảm gây ướt thảm. Ngoài ra thì thiết bị cũng có thể tự động nâng các miếng đệm thảm để tránh ướt thảm.
cũng như lực hút bụi tăng lên, từ đó loại bỏ triệt để các vết bẩn cứng đầu trên sàn nhà. Và đặc biệt ở trong tính năng lau sạch một lần thì Xiaomi Vacuum X10 Plus sẽ có thể hoạt động trong môi trường hoạt động yên tĩnh, và do đó thì nó có thể hoạt động trong phòng ngủ nhà bạn mà không gây ảnh hưởng tới giấc ngủ của gia đình bạn. Ví dụ như là gia đình có trẻ nhỏ nhạy cảm thì các bạn cũng có thể sử dụng an tâm với chiếc máy này. Và đó là những tính năng nổi bật trên Xiaomi Vacuum X10 Plus với một mức giá 20 triệu, tuy nhiên thì đắt sắt ra miếng phải không nào? Hãy thử tưởng tượng xem bây giờ chúng ta sẽ chỉ cần ra ngoài và thao tác mọi thứ trên một chiếc điện thoại, khi về nhà thì sàn nhà đã trở nên sạch bong như là có một cô tấm tần tảo có thể hỗ trợ cho chúng ta vậy. Còn ý kiến của các bạn thì sao? Nếu các bạn có quyết định xuống tiền để đầu tư cho một thiết bị vệ sinh cao cấp, giải phóng sức lao động cho bản thân mình hay không? Hãy comment phía dưới cho chúng mình biết nhé. Còn bây giờ video cũng đã dài rồi, đừng quên ấn like, subscribe cho Hoàng Hà Channel. Ấn nút chuông thông báo để sớm gặp lại chúng mình trong tương lai nhé. See ya!